mong chờ bà hai nha. Rồi thịnh mai ghé, giờ tối rồi nó vui ghé. Mẹ những cái mặt ống giống như là nông dân với mẹ luôn. Đi cầm. Bữa đi thái là lỏng nữa. Đi thui à. Ngồi lại, ngồi lại nè, không phát được kia mà. Bầu ngọt quá trời không? Trời. Bầu này cuốn liền. Thịnh đâu quay đưa nguyên cái đầu nguyên chởm cái đầu nó rồi. Hồng nguyên cái đầu nó kiếp kiếp luôn rồi. Bầu nhà tăng mà. Đâu. Ấy đừng nâng nè, đồ nhà không. Con xong chưa? Xong rồi. Cho nghe xem đi. Em thấy em cá chốt nè hả? Canh chua với cá chốt nè. Chua cá chốt. Hai gắp cá nè, canh chua cá chốt nè. Mẹ ăn cơm cái gì vậy? Cơm. Cơm rồi mấy con hổ đang ăn được không? Được, là nót hết. Bất ngờ mùa ăn được. Để nước rồi mẹ hết rồi. Lấy cho mẹ hút miếng đi, mẹ mà. Rồi, làm cái ly đường thuốc cho mẹ. Đi con Thịnh, nó Thịnh. Nãy ra làm cho em ba ly. Ở đây họ nó rót uống kìa anh thấy. Nước cam á, bà nãy là không có. Ủa, không lấy chao nha chứ. Ừ, có chao nữa, cá kho. Chao bên này mình ngon, dễ sợ. Ý chào ăn mà. Lấy lên cao. Mình lấy cho đủ luôn. Em bỏ ra dĩa này dễ sắn nè. Hôm nay chắc khoảng 40 trái hả? Hôm nay kho cá cũng ngon, hôm nay bào á. Ừ, khoái kho cá lắm, luôn rồi. Kho cá hả? Ngọt. Vậy đem bán Khanh. Trời, nó đâu có nhiêu tiền đâu. Thì ăn Khanh hết rồi bán. Cho không á, anh cho tự trả về tới đây á. Anh thấy có anh trao, anh trao. Đâu có 1 giây mà mấy chục trái rồi mà nó còn nữa.
Còn dưa bí cũng cũng hai quá trời. Còn dưa bí bữa nay trái đưa xuống bên này. Nay chắc năm chút trái á. Chút chút chiều lên những cắt. Bí là ăn cắt ăn đâu có hết. Rửa cho anh Thái hai trái. Cái màu không hết cho anh Thái. Lăn xử hết luôn. Rửa hết luôn hả? Hai trái bí cho bạn. Hai trái bí chiều nay. Chiều nay anh về rồi mà. Ừ, chiều nay Phương ăn. Cái bầu mình ăn xử hết luôn. Cái bầu cá này ngon quá hả? Hai ăn nhiều đi, hai ngon quá. Bữa giờ con nghe nó bán nó ra, nó nói cá này ngon lắm. Mà mua giờ không phải về nấu chén canh cho mẹ. Ừ, nhưng mà sao cá này bầu quế nhiều ta, bầu mình nó đang không có nè, cái chốt này nè. Hai đứa gì nói chuyện với nhau nha. Đưa đi đi. Đây là lẩu dê, lẩu quên, đây là dê hấp. Đây là lẩu dê. Đây là cà tây. Con cái là được cái ồn ào nhiều. Vậy nó vui. Cái miệng ăn nhiều. Ôi bánh mì bên đây nè. Đừng có chẳng, đừng có đạn. Yeah.
mát vậy? Thôi không phải mất tiền đó, mà kiếm chỗ nào nước vậy có sinh tố quá vậy. Chỗ nào có chỗ đẹp đẹp á chỗ. Được rồi, quá rõ. Hôm nay có chạy xe không? Bả quá. Làm biến hả? Lên cái buồng ngủ anh. Ờ, à, đi nó có mấy chục cây buồng ngủ từ từ nó quen. Đường vô định hồi đó có bờ á mạnh giờ nè. Giờ bán đồ ăn đủ thứ hết. Sáng sớm mà xỉn rồi đó. Xỉn rồi. Mệt quá hết con ơi. Mới 10 giờ sáng. Chiều 8 giờ 9 giờ xỉn cái đồ. Dạ bà mai mà. Dạ, biết tự ngon. Thì ngang quá. Nhà bà Mai cắt từ đó giờ tôi không có vô.
còn phỉnh đó. Đường dây điện đó, đường dây điện đó. Đó. Còn phỉnh ruộng á, nó đổ đất lên mà bán hoài bán không được á. Nền nóng lắm. Nên nền từ từ mình vô. Xuống dưới tôi cũng đem như dù dưới hai hơn anh nói có dù đâu mua còn đi để đi chơi á à cái nghe nói gì hai đi Phan Thiết mà này ổi trùm ruột đồ không có thấy trái chưa có trái dì hai nắng không con lấy cái nón đội cho dì hai đây là nhà bác Hai Thịnh dạ. Giờ được. Còn không có đồ gài. Không có đồ gài. Có để ra cộng như cái. Sao nó có nay cũng ghê này, không lẽ hai con ghê. Ghê này để nó giữ rồi nó không được. Con cái hàng cái gì cái gì kìa. Rớt cho hai cây cái bự được rồi, xài cái bự thôi, còn cái nhỏ đâu có xài. Thử luôn. Lấy tay này, phải ra đi. Để con. Có cái ba lô này đẹp mà, nhà lấy cái lô này không? Lấy cái lô này không? Xỉu hình như bác Hai nó cũng có vụ đó, cũng không phải đem đâu. Mày kể đó, nhiều khi bà có, bà đem cho bà. Không thấy dụ cái đậu đi kìa, chắc nhỏ. Thấy rồi, thấy. Bây giờ nó nói với đi kìa, thấy. Dạ. Nó mùi dưa, cái lá hạ, cái đèn nó xuống. Cũng
này con phu đồ, phu đồ giống lông xù. Cái này con cạo lông rồi. Một bé đực, một bé cái. Để sau này con giao phối ra nhiều màu. Còn này con búp rồi con sinh sản được 7 con mà chết hết 3 con. Thì hai đực hai cái. Mặt bánh bao. Mặt béo út như vậy nè. Con lùn nhất hiện vậy à. Đây. Đưa tay bắt tay nó cũng dễ lên. Để con mở đèn lên. Đây, đây là mèo của con. Cái này là con Golden. Con này con anh lông ngắn màu trắng xanh. Con này con mèo. Chân ngắn lắm, chân có chút xíu à.